xin chào xin chào tất cả mọi người nha mình là bo đây hôm nay thì có cái chủ đề là con trai vào bếp nha mọi người theo mọi người nghĩ thì con trai vào bếp nó như thế nào mọi người thật ra đối với mình nha con trai mà vào bếp không vào bếp thì thôi nha vào bếp á thì là làm ngon hơn con gái nhiều lắm nha điển hình là như mình nè đúng không thật ra thì là mình cũng nói đùa thôi tại vì á hôm nay cũng là chủ nhật rồi mọi người ngày mai là thứ hai và phải bắt đầu cho một tuần mới về công việc nữa mọi người nhiều cái nữa, mọi người nghe nó đi làm nó ớn rồi mọi người nó ớn lắm luôn nhưng cũng phải ráng thôi mọi người ạ à. mình thì mình rất là thích nấu ăn luôn nha mọi người mình luôn tìm tòi học hỏi làm từ cái món này làm từ cái món khác mình biết làm bánh bò nè bánh lọt nè bánh bao nè rồi um nhiều cái lắm mọi người nói chung là nhiều thứ lắm mình cứ học trên mạng thôi mình làm được cái này mình làm được cái kia làm xong mà cảm thấy rất là vui luôn mọi người tại vì mình làm mình không có dùng phụ da mọi người ăn rất là ngon luôn cảm thấy rất là thích luôn mọi người ạ à. năm nay là mùa hè nó cũng chuẩn bị tới rồi mọi người bắt đầu lại phải chuẩn bị làm bánh lọt rồi mọi người ơi bao thì bỏ làm bánh lọt để bán á mọi người mấy năm trước thì làm bán cũng ok mọi người tuy nó có hơi vất vả chút xíu nhưng mà được mấy anh chị em ở đây ủng hộ cũng cảm thấy là vui với lại cũng có thêm một chút thu nhập để cho mình á năm nay thì mình có mua một cái khuôn cũng khá là lớn lớn chút xíu để mà mình làm cho nó nhanh hy vọng là năm nay sẽ được mọi người ủng hộ thiệt là nhiều luôn nha mọi người ơi cảm ơn mọi người đã xem video của bo nha và chúc cho mọi người có một cái tuần sắp đến nhiều năng lượng nè rồi nhiều may mắn luôn và đặc biệt là nấu cái gì nó cũng ngon hết nấu cho người yêu ăn tuyệt vời luôn nha mọi người cảm ơn mọi người nhiều nha xin chào